Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xoay ảnh trong Bogan Boy Giả sử như ở đây Tôi có một hình ảnh Bây giờ tôi muốn là xoay ảnh này Thì tôi sẽ làm như sau Đầu tiên á tôi sẽ chọn hình ảnh Sau đó ở đây các bạn quan sát Ở phía trên của hình ảnh á Nó có mũi tên xoay ngược Nếu mà các bạn chúng ta muốn là xoay ảnh này á Thì các bạn chúng ta sẽ rơi chuột vào mũi tên xoay ngược sau đó ở đây các bạn chúng ta giữ trục trái. Tiếp theo các bạn chúng ta sẽ xoay theo hướng mà bạn muốn. Bạn có thể là xoay qua bên phải này, hoặc là xoay qua bên trái tùy bạn nha. Đó, đây là xoay ảnh theo tự do. Còn nếu mà các bạn chúng ta muốn là xoay ảnh theo một góc có sẵn, thì chúng ta sẽ làm như sau. Các bạn chúng ta sẽ chọn vào hình ảnh này. Tiếp theo ở đây, các bạn chúng ta sẽ chọn vào tab format. Rồi để xoay hình ảnh đó các bạn chọn vào Rot rồi thì lúc này á nó sẽ xuất hiện các tùy chọn nếu mà bạn chọn vào tùy chọn đầu tiên này Rot ra 90 độ thì nó sẽ xoay qua bên phải là một góc 90 độ còn nếu mà bạn chọn vào drop 90 độ thì nó sẽ xoay qua trái là 90 độ còn bạn chọn vào flip vertical á thì nó sẽ lật dọc còn flip horizontal nó sẽ lật ngang tùy các bạn nha các bạn có thể là chọn vào các thị chọn này. rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là xoay thêm một góc có sẵn thì ở đây các bạn chúng ta sẽ chọn vào tùy chọn cuối cùng là more rotation option thì lúc này á nó sẽ xuất hiện thành là format picture rồi sau đó ở đây các bạn để ở dòng là rotation rồi nếu mà các bạn chúng ta muốn là xoay qua bên phải á một góc 30 độ thì ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập 30 độ thì lúc này á nó sẽ xoay qua bên phải rồi còn nếu mà các bạn chúng ta muốn là xoay qua bên trái á một góc 30 độ thì ở đây các bạn chúng ta sẽ nhập số âm nha đó giả sử như đây tôi sẽ nhập âm 30 độ thì nó sẽ xoay qua bên trái là một góc 30 độ số dương là bên phải còn số âm là bên trái đó tùy các bạn nha Các bạn có thể là Xoay một góc 60 độ Thì bạn nhập vào đây Thì nó sẽ xoay đúng một góc 60 độ Còn nếu mà không muốn á Thì các bạn có thể là xoay tự do nha Còn muốn chính xác Thì các bạn chúng ta sẽ xoay theo góc có sẵn Đó các bạn nhập vào Rotation Thì lúc này á Hình ảnh nó sẽ xoay Đó như vậy là trong video rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cách xoay ảnh trong Boeing Nếu thấy video hay Hiểu ích thì bạn đã đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem. Cảm ơn bạn theo dõi.